chào quý ông bà và toàn thể anh chị em đang theo dõi kênh youtube Lời Yêu Thương của Tu đoàn Tông Đồ Giáo sĩ Nhà Chúa Miền Hải Ngoại. Hôm nay, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên năm B. Lời Chúa được trích trong tin mừng của Gioan, chương 6 từ câu 1 đến câu 15. Lời Chúa giúp cho chúng ta suy gẫm về lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với dân của người. Cụ thể là lòng yêu thương, giàu lòng từ bi của Chúa Giêsu đối với dân chúng khi Ngài làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá để cho hơn 5.000 người ăn. Thưa quý bà và anh chị em, giờ đây chúng ta cùng xin ơn Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết lắng nghe, đón nhận, yêu mến và sống lời của Chúa. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galile, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe phản đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Ferro thừa với người. Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh, lúa mạch và hai con cá. Nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẹo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lấn mặt đi lên núi một mình. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em Lời Chúa trong tin mừng Doan à, Chúng ta vừa được nghe à, Ngài đã thuật lại cho chúng ta về Biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ Từ 5 chiếc bánh và hai con cá Cho khoảng 5.000 người ăn Chỉ là đàn ông mà thôi Chưa nói tới đàn bà hay con nít Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu hoạt động Cứ đi qua biển hồ Galilee bên này rồi ngài lại giảng dạy xong, ngài lại trở qua bên kia. Chúa Giêsu hoạt động rất nhiều là bởi vì chính nơi biển hồ là nơi người ta tập trung đông để làm ăn, để buôn bán, để trải lưới, để đưa những mẹ cá lớn lên rồi phân phát, rồi thì thành thử ra dân chúng tập nập tìm đến với à, biển hồ này. và ở trong đây à, tin mừng cũng nói cho chúng ta biết được rằng là đông người là bởi vì cũng đã sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người do thái thành thử dân chúng ở khắp nơi ở đâu xa đó họ cứ từ từ tìm đến tìm đến rồi có lẽ là trên đường đi tìm đến đại lễ về jerusalem nhưng họ lại nghe đâu đó người ta đồn về thầy jesus là người làm nhiều phép lạ và họ đã từng chứng kiến những phép lạ người làm cho những kẻ đau ốm được lành bệnh. Rồi cái cái kẻ chết sống lại, kẻ điếc nghe được, kẻ mù nhìn thấy, vân vân. Cho nên tất cả những điều đó làm cho dân chúng lại càng cảm thấy rằng trên đường đi tìm về đại lễ thì cũng có cơ hội tìm đến với thầy Jesus. Vì vậy mà khi dân chúng tụ họp lại thì chúng ta thấy điều gì? đây Chúa Giêsu đã làm phép lạ là bởi vì ngài nhìn thấy dân chúng đông đảo tìm đến với mình khi đông đảo dân dân đông đảo tìm đến thì ngài lại chặn lòng thương ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu làm phép lạ nhưng trong Chúa Nhật thứ 17 này ở bài đọc 1, chúng ta ở trong à, sách vua sách sách các vua ở quyển thứ hai cũng nói tới một cái phép lạ là chính ông Elia cũng hóa bánh ra nhiều để cho nhiều người được ăn đấy thành thử ra chúng ta thấy Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người và quan tâm đến con người thành thử ra lòng quảng đại của Thiên Chúa đã làm biết bao nhiêu việc kỳ diệu mà con người được chứng kiến. Ngài là đấng đáp ứng những nhu cầu của chúng ta theo những cách thường là vượt qua những gì mà chúng ta hiểu biết. Ê, chẳng hạn như người què đi được, làm sao con người có thể làm được? Rồi kẻ chết sống lại, thì con người có nghĩ tới cũng chẳng dám nghĩ tới. Và hôm nay, phép lạ hóa bánh ra nhiều ở trong kiểu ước nói về à, ông Elisa là ông đệ tử của ông Elia. Thành thử ra cái việc hoa bánh ra nhiều ở trong bài đọc 1 và trong bài phúc âm cho chúng ta thấy được rằng quả thực Thiên Chúa luôn luôn chăm sóc chúng ta và Ngài tìm mọi cách để làm cho con người nhận biết về tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta à, nếu có cơ hội Y lễ Chủ nhật thì chúng ta sẽ được nghe bài đọc 1 nói về có một người đàn ông mang đến cho ông Elisa 20 chiếc bánh lúa mạch. Như vậy thì không thể đủ cho khoảng 100, 100 người ăn. 20 chiếc bánh nhỏ thì có lẽ là mỗi người một một chiếc. Thì 20 người là 20 chiếc nhưng mà đây cả trăm người. Tuy nhiên đối với Elisa là người đã Từng xin Elia là thầy của mình à, được những cái ơn trọng đại hơn kể cả ông Elia có. Thành thử ra Elisa đã tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ông hướng dẫn à, cho dân chúng rồi ông cũng phát bánh ra. Phát nhà 20 chiếc bánh này ra. Thật là kỳ diệu. Mọi người đều được ăn mà vẫn còn dư phải chăng phép lạ này là điềm báo trước về một phép lạ lớn hơn mà thầy Jesus, mà đức Jesus sẽ thực hiện như trong bài phúc âm hôm nay chúng ta vừa được nghe và rồi từ hai cái sự kiện này lại dẫn đến cho chúng ta về điều quan trọng hơn nữa là sự kiện của bánh hóa nhiều tấm bánh này chính là mình Thánh Chúa Kitô Mà không chỉ cho hơn 100 người ăn hay là hơn 5.000 người ăn mà là cho cả thế giới những người tin và đón nhận Đức Giêsu Kitô khi tìm đến với Ngài để đón nhận chính mình và máu thánh của Ngài để được sự sống đời đời. Vì vậy mà chúng ta thấy được rằng trong tin mừng Chúa Giêsu bước từng bước một dẫn dân hiểu được từ những cái gì rất là bình thường. Chẳng hạn như Ngài thấy đám đông dân chúng, thì Ngài chặn lòng thương. Nhưng Ngài lại hỏi các môn đệ của Ngài, um, Ông Philip ơi, bây giờ ta lấy đâu bánh cho họ ăn đây? Thì Philip thì cũng trả lời rất là bình thường. Đó là chúng ta có lấy mua cả 200 đồng bạc, tiền bánh cực cũng chẳng ăn thua gì. Tại vì mênh mông một cái biển người đông như vậy mà chắc có lẽ là Philippe biết được rằng phải chăng trong quỹ chúng ta còn được có 200 đồng. Thế thì 200 đồng này mà có bỏ ra đi mua bánh thì cũng chẳng ăn thua gì. Cho nên ông Andre ông Andre đã trên cuộc hành trình đi với thầy Giêsu trước khi được ngồi xuống với đám đông đó ấy Andre có lẽ là, là rất là con người à, có lẽ là thấy đâu đó em bé có một ít bánh và cá cho nên ông cứ đi theo để rồi ông quan sát ông thấy được rằng à em này có bánh phải chăng đến chiều tối rồi chắc không còn ai có đồ ăn thì ít nhất ông cũng được em bé chia sẻ cho mình không biết ông nói gì với em Thiết tưởng rằng chắc có lẽ chúng ta hay mỉa còn nhỏ đi chơi với nhau đó Thì chúng ta nếu mà quen biết ai hẳn, à, Người lớn thì hẳn diện lắm Ê, Chẳng hạn như là Anh có thể nói được rằng ấy Tôi đã là đệ tử của Thầy giê -xu đó Đấy nếu mà tí mà ăn bắn thì có có bắn ăn thì em chia sẻ cho tôi ăn với. Hoặc là kể một vài câu chuyện gì đó về Đức Giêsu làm phép lạ để rồi cậu bé này thích thú và làm bạn với anh Rê Trăng. Vì vậy mà khi uh, Chúa Giêsu hỏi như vậy thì chính rê cũng lại nói rằng: "À, thưa thưa Chúa, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Nhưng uh, ngần ấy thì thấm vào đâu?" Ông vẫn chứng kiến và biết được rằng thầy Giêsu làm phép lạ nhiều lắm. Nhưng mà ông vẫn nói rằng: "Từng đó thì thấm vào đâu đây?" Thế thì Giữa sự cộng tác của năm chiếc bánh và hai con cá này. Phép lạ gì đã xảy ra? Đó là Chúa Giêsu mời tất cả chúng ta ngồi xuống, tất cả mọi người ngồi xuống. Rồi Chúa cầm bánh và Chúa đọc lời tạ ơn và rồi trao cho các môn đệ phát ra. Rồi cá nhỏ ngài cũng làm như vậy. Thưa quý bà và anh chị em, chỉ trong cái phần này thôi năm chiếc bánh và hai con cá chúng ta nhìn lại cho cuộc đời của mình khi suy tư tới phần này con nghĩ rằng có lẽ rằng à, nếu mà chúng ta có năm chiếc bánh hai con cá mà chúng ta ngồi đó thì chỉ có đủ một phần của mình may ra có thể chia cho bạn bè một chút xíu hay là đưa ra rồi kêu gọi những người khác à Chúng ta để chung vào đây Rồi chúng ta ăn chung đi Thì không biết là được được bao nhiêu chiếc bánh đây Cũng giống như Nếu như chúng ta chỉ để Em bé này chỉ có để 5 chiếc bánh và hai con cá Vào tay của Andre chẳng hạn Thì không có cần nói tới Thầy giê -xu, Thì Andre và em bé này Có lẽ hai người sẽ ăn hết cái phần đó nhưng Andre không nghĩ như vậy. Ngài nghĩ rằng, thưa thầy, chỉ có 5 chiếc bánh và hai con cá của một em bé này thì thấm vào đâu? Nhưng mà ông ít nhất, ông đã nhìn ra được rằng thầy giê -xu sẽ làm chuyện gì đó từ 5 chiếc bánh và hai con cá này. Chẳng hạn như chúng ta thấy một đôi giày của cầu thủ đá banh nếu mà đưa cho chúng ta là những người bình thường thì chúng ta đi đá banh cũng chỉ là rất là bình thường à, còn nhỏ nếu mà cá độ thì may ra bên nào thua thì bên đó phải mua nước uống hay là mua kem cho bên thắng ăn chẳng hạn thì cũng chỉ được chút chút vậy thôi nhưng mà đôi giày đá banh đó là trao vào đôi chân của một cầu thủ như chúng ta đang coi đá banh của bên châu âu bây giờ thì chắc có lẽ cầu thủ đó sẽ dùng đôi giày này để mà làm ra những điều kỳ diệu trong sân banh của mình. Để rồi đôi chân đi trước với đôi giày này mà có thể mang được rất nhiều tiền cho anh ta. Thế thì cái quan trọng không phải là đôi giày mà ăn thua là cái đôi giày đó được đặt vào đôi chân của ai đặt vào đôi chân của tôi thì chắc có lẽ thì chỉ chạy đá đá chơi chơi chúc chúc vậy thôi cũng chẳng có tiền gì cả nhưng mà chính cái đôi giày đẹp đó tuyệt vời đó mà đặt vào đôi chân của một cầu thủ tuyệt vời chẳng hạn thì chính đôi chân này sẽ là làm cho bao nhiêu khán giả phải thích thú khi tham dự à, à, cuộc à, đá banh hai đội đá với nhau và chính cầu thủ đó sẽ mang lại một số tiền rất lớn cho chính bản thân của mình và mang lại danh dự cho đội banh của mình. Thế thì đôi giày cũng là đôi giày. Nhưng mà đôi giày được đặt vào chân của ai? Đó mới là quan trọng. Cũng tương tự như vậy thưa quý bà và anh chị em. Năm chiếc bánh và hai con cá. Nếu đặt ở đâu đó, ở nơi bàn tay của mình thì chúng ta cũng ăn hết nếu đặt đôi bàn tay của những người khác thì họ cũng ăn hết. Nhưng nếu chúng ta biết đặt vào bàn tay của Thầy giê thì quả thực không là chỉ ta được ăn và tất cả những người chung quanh cũng đều được ăn. Vì vậy, lời Chúa ngày hôm nay thưa quý ông bà và anh chị em nhắc nhớ cho chúng ta điều gì đây? Thưa, đó là nhờ vào quyền năng thiêng liêng và lòng thương xót của Thiên Chúa nên ngài đã nhận từ những cái gì ít ỏi của chúng ta, ngài làm cho nó được nhân lên gấp bội. Ở đây con nhớ tới tin mừng của Matthew chẳng hạn. Chúa nói rằng khi ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, hoặc là ngài nói rằng khi các ngươi làm À, cho một trong những kẻ bé mọn nhất một ly nước à, một ly, à, ly nước thôi thì các ngươi đã làm cho chính ta những điều này đã đi vào trong lòng của mẹ Teresa Calcutta Ta và mẹ đã trở thành một vị thánh vĩ đại khi mẹ nhìn thấy những người đau khổ tột cùng nghèo đói bần cùng không nhà cửa ấy vậy mà mẹ nhìn xuyên qua cái con người đau khổ đó mẹ lại thấy hình ảnh của Chúa Giêsu ở nơi đó. Vì vậy khi mẹ đã phục vụ những người đau khổ đó thì mẹ lại tin rằng mẹ đang phục vụ Đức Giêsu bởi vì chính ngài đã nói như vậy. Điều này cũng nhắc cho chúng ta. Nếu như chúng ta cảm thấy rằng chúng ta quá ít ỏi một cái gì đó mà có thể đặt vào bàn tay của Thiên Chúa để Ngài tiếp tục Ngài làm cho tất cả những người chung quanh đều được hưởng. Chẳng hạn, một lời nói yêu thương bác ái. Chúng ta đặt vào trong tình yêu thương của Chúa thì những người chung quanh lại đón được tình yêu thương của Thiên Chúa qua những cử chỉ bác ái của ta. Hay là những hy sinh nho nhỏ hàng ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ chúng ta làm với lòng yêu mến, làm với Đức Giêsu Kitô thì tất cả những công việc đó gia đình chúng ta được hưởng niềm vui, cộng đoàn chúng ta được hưởng niềm vui và giáo xứ của chúng ta cũng được hưởng niềm vui đó. Bởi vì không phải là cái gì chúng ta làm, nhưng mà chúng ta làm cái công việc đó với ai. Đấy mới là quan trọng. Vì vậy thưa quý ông bà và anh chị em, điều mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhớ cho chúng ta rằng phép lạ cho 5.000 người ăn này nói về một thực tại là Chúa Giêsu là đấng ban sự sống đấng nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta đấng mà sẽ làm cho chúng ta được thỏa mãn mọi khao khát sâu thẳm từ trong trái tim của mình từ trong tâm hồn của mình để rồi từ đó chính Chúa Giêsu là đấng khơi nguồn và là đấng nuôi dưỡng là nguồn nuôi dưỡng chúng ta giúp cho chúng ta đạt được quê trời ở trần gian này và quê trời mai sau nói như vậy để cho chúng ta được hiểu được rằng con người của chúng ta cần đến chúa bởi vì như thánh augustino nói tự bản chất chúng ta dù là tốt thế nào thì tốt chúng ta cũng không tự bản chất của mình tự con người của mình mà về với thiên Chúa cha được. Bởi vì con người chúng ta mỏng giòn yếu đuối, dễ mắc tội. Cho nên chúng ta rất cần Chúa. Thì chính vì cái sự cần Chúa ở đây mà chúng ta thấy được rằng Ngài không chỉ là người đến rồi nói cho chúng ta biết về thiên Chúa, nhưng Ngài rất mực yêu thương và tìm mọi cách để giúp cho chúng ta đón nhận tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Cụ thể là qua bài phúc âm của ngày hôm nay Từ 5 chiếc bánh hai con cá Mà nuôi hơn 5.000 người ăn như vậy Hơn nữa thì quý ông bà và anh chị em Tin mừng lại còn thách thức chúng ta Nhìn lại đức tin của mình Và xem coi Trong những ngày vừa qua Tôi thực sự có trông cậy và tình thương và lòng thương xót của Chúa hay không? Hay là tôi cứ miệt mài hàng ngày làm ăn để rồi quên luôn đi nhà thờ, quên luôn cầu nguyện, quên luôn làm những việc bác ái cùng với Đức Giêsu để rồi từ đó là chúng ta đang làm cho Đức Giêsu đó. Xã hội đang đẩy xa chúng ta ra khỏi Chúa. Văn hóa sự chết nó làm cho chúng ta lu mờ, không còn cơ hội, không còn nhiều thời giờ để nghĩ tới Chúa. Khi chúng ta tìm đến với Chúa qua mỗi thánh lễ, chúng ta cảm thấy mất thời gian quá. Nhưng thực sự, ở nơi nhà thờ, ở nơi mỗi thánh lễ là chúng ta đang đón nhận chính Thiên Chúa. Là chúng ta đang bước vào nước trời một ngày một gần hơn. Ấy vậy mà tại sao chúng ta lại từ chối? Đấy. Tin mừng thách thức chúng ta về niềm cậy trông và nhìn vào chính Đức Giêsu Kitô là Đấng làm được mọi sự cho chúng ta. Có nhiều thứ khả năng chúng ta không thể làm được, nhưng qua bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng vào Ngài thì Ngài sẽ cứu chúng ta. Khi suy gẫm về sự kỳ diệu này, thưa quý bà và anh chị em, chúng ta nhớ đến lòng thương xót của Thiên Chúa, tình yêu thương và quyền năng vô biên của Thiên Chúa đang ở với chúng ta, như là đã ở với những người mà chính Đức Giêsu Kitô đã đến và đặt tay chạm vào họ để cứu chữa họ. Chúng ta cũng hãy đem năm chiếc bánh và hai con cá là những khả năng của chúng ta, là những gì chúng ta có dù là nhỏ bé. Hãy mang đến đặt vào bàn tay yêu thương của Chúa và hãy tin cậy vào khả năng để cho ngài biến tất cả những điều nhỏ bé của chúng ta thành những điều vĩ đại để phục vụ cho anh chị em chung quanh chúng ta. Chúng ta xin Chúa điều gì? Nếu không phải là xin Chúa cùng với lời ca trong thanh vịnh, ca ngợi lòng thành tín của Thiên Chúa, đó là mắt con, à mọi con mắt đều ngước nhìn Chúa và chúa ban cho chúng đồ ăn đúng giờ giống như kinh lạy cha chúng ta thường đọc xin cho chúng con lương thực hằng ngày dùng đủ và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con thật là tuyệt vời thưa quý ông bà và anh chị em chúng ta cầu mong và chúng ta xin chúa giúp cho chúng ta ý thức được rằng niềm tin và đức cậy và đức mến luôn luôn phải được sống động ở nơi con người chúng ta. Để rồi từ đó, kể cả những gì nhỏ bé nhất mà chúng ta có thể làm được cho gia đình, cho cộng đoàn, cho giáo xứ, cho những người chung quanh. Cùng với Đức Giêsu thì chính Đức Giêsu sẽ nhân lên tất cả những điều nhỏ bé của chúng ta làm cho tất cả những người chung quanh được hưởng cái niềm vui mà chính chúng ta khi chúng ta phục vụ trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta tin tưởng vào sự quan phòng và lòng thương xót của Chúa. Để rồi khi chúng ta khám phá ra được chúng ta đang có Chúa trong cuộc đời, thì chính Ngài sẽ là người mời gọi chúng ta hãy quảng đại đối xử, hãy quảng đại trao ban, hãy quảng đại sống cùng với Đức Kitô để mang lại niềm vui và bình an cho tất cả những người chung quanh. Và rồi từ đó chính Đức Kitô là người sẽ giúp cho chúng ta ý thức làm được bao nhiêu điều trọng đại khác trong cuộc đời của chúng ta. Bắt đầu từ trong gia đình của mình. Khởi đi là từ chính lòng yêu thương và lòng thương xót dành cho nhau. Rồi Chúa sẽ làm chiến nở ra tất cả những người chung quanh. Có như vậy, chúng ta sẽ trở thành nhân chứng của Đức Kitô và là cánh tay nối dài của chúa giêsu kitô amen It's you. Và được nhìn thấy mặt Chúa Cuối lãnh ngài cho tai con nghe rõ Tiếng tha nhân cầu khẩn ván này Khổ đau nhiều kêu gào than thở đừng để con dạ điếc làm ngơ vui lấy ngài cho tay con rộng mở đã bao lần khư khư khép lại trước cửa nhà người đói nghèo kêu cứu

con vững bước dẫu hiểm nguy an tâm bước đi bước theo ngài thập gia nào con vấp xin giúp con vững bước, bước cùng ngài cuối lại ngài cho con luôn trung tín đeo ngài mặc cho khó khăn đến cuối đời được với ngài cùng mưa con khẩn xin ngài ở cùng con ôi lại chúa mở đôi mắt con được nhìn thấy Yêu kỳ diệu, tình yêu tuyệt mỹ của Chúa khắp nơi nơi. Con mù loa bên vệ đường hành khất, xin kêu con, mở mắt con để nhìn thấy quyền năng và được nhìn thấy mặt Chúa